Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Vâng, em xin mến chào các bác. Thưa các bác, thì hôm nay em xin quay cũng như là giới thiệu đến với các bác một cái chậu lan kiếm số 1 của Thái Lan đấy ạ. Hay được anh em trong làng kiếm thủ gọi rằng đây là một cái hoàng tử mặt trời, hay còn gọi là viên ngọc. Viên ngọc của xứ Chùa Vàng các bác nha. Thì cũng xin báo cáo với các bác, thì đây là một cái chậu kiếm trông thì to như thế này, nhưng mà nếu mà tách ra mà để xây dựng tác phẩm thì chỉ được có 3 chậu thôi. Và hiện tại thì em nó đang có hoa trên đây rồi. Do ảnh hưởng của ấy nên là nó bị gãy, ảnh hưởng của thời tiết vận chuyển nên là nó bị gãy mất cái cần hoa. Nó bị gãy mất những các cái bông hoa đấy các bạn. Và đây là các cái cần hoa chính chủ luôn. Cái này thì sắp nở rồi. Thôi thì nhân tiện là ngày mai là ngày chủ nhật, em được nghỉ ở nhà. Em được nghỉ đấy ạ. Thế thì em tách nó ra và trồng trong cái thời tiết nó mát và như thế này, thì để cây nó nhanh lại. Còn đây là cái tác phẩm của em thì để chơi thôi. Còn cái chậu này thì em sẽ tách ra. Cái lá này nó vàng là cái cây mẹ ở giữa đấy các bác nha. Cái cây mẹ ở giữa là khi mà con nó ra chít xung quanh rồi là nó bị kiệt. Và nó già rồi nên là nó... Đấy. Em quay và đến mai thì em tách. Khi mà em tách thì em cũng sẽ quay giới thiệu đến với các bác một cái cây kiếm. Bây giờ em sẽ để cái mặt bông nó ở trên này cho các bác xem. Một cái cây kiếm là lưỡi đỏ gần bền. Và nếu như mà mình mà chăm sóc tốt, luyện rèn tốt đây, thì thân lá của nó như cái cây này của em đây. Lá nó lên được xấp xỉ 6 sen các bác nha. Xấp xỉ 6 sen. Và bây giờ thì nó đang lên mầm kìa. Nhưng mà bực một cái là em tách ra trồng của đây ấy, thì nó mới lên được có 3 cái mầm. 3 cây mới lên được 3 cái mầm này. Không lên được 4. Và em cũng đang hỗ trợ để cho nó lên, cho nó 4 mầm thì nó mới thành 7 được, nó mới đẹp. Và cố gắng thì từ giờ đến Tết thì xây dựng một cái tác phẩm đẹp. Từ giờ đến Tết còn mấy tháng nữa thì cái măng kia nó sẽ lớn rất là nhanh cơ. Đấy, những các cái măng mà nó đã lớn được đến tới 5 đến 7 phân kia rồi. Rồi những các cái này nó đã tròi ra được khoảng 1-2 phân rồi thì nó cũng nhanh rồi. Vâng, và đây là cái chậu mà mai em sẽ tách và xin giới thiệu đến các bác. Đấy, nếu bác nào mà có nhu cầu thì xin các bác cứ liên hệ với em. Đây là một cây kiếm số 1 của Thái Lan. N1 đấy, hay còn gọi là Jindan, hoàng tử xứ mặt trời. Hoàng tử mặt trời vì nó có một cái lưỡi đỏ rất là đẹp, trụ nhụy thì vàng. Lưỡi thì cánh thì còn ánh. Và bông của nó đây, độ phân cần cũng như là bông của nó có hoa luôn. Cây rất là khỏe lực.
Nó có tổng cộng là khoảng 9 thân các bác, 9 nếu mà tách ra là 3 thân. Tách ra làm 3 chậu thì là 3 thân mẹ và mỗi thân là có 2 cái măng to mà cũng đã gọi thành thân rồi. Thì em sẽ không tách nhỏ mà em sẽ tách xây dựng tác phẩm. Nếu mà bác nào thích thì em chia cho các bác, còn nếu mà không thích thì em sẽ để em chăm. Vâng, xin thưa với các bác ấy, thì cách đây năm ngoái thì em mua là 18 triệu một thân ấy, hai cái mầm đấy. Nhưng mà cách đây 2 năm, 2 với 3 năm trước thì một thân này nó có giá trị khoảng 30 triệu và 25 triệu đến 30 triệu. Nhưng mà sang cái năm nay ấy, thì do giá cả thị trường cũng như là các anh ấy xây dựng, các anh lớn đấy, các anh ấy xây dựng thương hiệu cho những các cái cây phan chí cũng như là cái cây xanh Huế, và các anh ấy thổi giá những các cái cây đó lên. Thì cái cây này là em mang quốc tịch của Thái Lan, thì nó bị hạn chế và bây giờ thì nó đang bị tụt giá, gần như là giá là xuống rẻ hơn là giá nhập ở bên Thái Lan về, là rẻ hơn rất nhiều rồi. Ngày xưa là nó đắt gấp đôi chí đấy các bác ạ, gấp đôi và gấp ba chí đấy. Nhưng mà xin thưa với các bác ấy, thì là cái vẻ đẹp cũng như là cái nét đẹp của những các cái cây lan thì chỉ có những người chơi mới cảm nhận được cái vẻ đẹp. Còn cái vẻ đẹp của nó là ở rừng Việt thì quý hơn, vì nó dù sao chứ nữa nó mang cái màu sắc dân tộc. Nhưng mà cái nét đẹp của cái cây lan dù là của Việt Nam hay của nước ngoài thì nó cũng lại là một cái rất là độc đáo đẹp. Một cái lưỡi đỏ và bầu cánh thì cũng khá bầu đẹp. Phân cần thì vừa phải, rất là tuyệt vời. Thân thủ thì nó hơi ngả đấy các bạn, thân thủ thì hơi ngả nhưng mà chăm đạt thì rất là đẹp đấy. Các bác nhìn cái chậu của em đấy, chúng ta chăm sóc luyện rèn nếu mà đạt thì nó rất là đẹp. Lá thì nó hơi ngả và thân thì cũng xòe rất là đẹp. Những người nào mà thích thích nó thẳng lên, thẳng vút lên thì các cái dòng Đài Loan hoặc là những cái cây kia của em thì nó cũng thẳng vút lên. Đấy. Còn cái này thì nó hơi ngả ra, nó có mềm mại, nó mềm mại hơn một chút. Nhưng mà nó lại không mềm, nó không võng hẳn ra các bác nha. Nếu nó võng hẳn ra thì nó lại xấu. Nhưng mà đây là nó ngả ra thôi. Ngả ra nên là nhìn em nó cũng rất là đẹp. Nó thuộc cây bình diệp. Lá nó ngang ngang ra, ngang ngả ra. Còn cái kia là trực diệp. Còn cái huyền diệp là nó lải ra, nó ngả ra các bạn. Vâng, hôm nay em xin quay cũng như là xin giới thiệu đến với các bác một cái chậu này. Và xin thưa với các bác là đến mai thì em tách phá, và nếu mà bác nào có nhu cầu mà muốn sưu tầm cái cây số 1 Jindan của Thái Lan, nức tiếng một thời đấy ạ. Cây này là một cây được mệnh danh là viên ngọc của xứ chùa vàng, tức là người Thái đấy, người Thái người ta gọi nó là một viên ngọc. Cây số 1. Vâng, không đợi em xin chào các bác nha. Em xin tạm dừng cái video ở đây. Xin hẹn gặp lại.